Đang xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn máy AX1000 của Shimano sản xuất. Dòng này bền, hiểu các bạn câu lua, cá lóc, cá suối. 1000. Câu lua máy đứng thì hợp lý. Tỷ lệ truyền 5.2.1. Trọng lượng là 200g, sức chứa dây là dây là xe tải, đây thiết kế máy. Hai trăm gram hợp lý, các bạn câu lu đỡ mỏi. Dòng này hai vòng bi đấy các bạn. Nhìn là hai vòng bi nhá. Đấy, của Shimano Malaysia. Khá nhẹ, 200g. Vừa rồi Hải Đăng phát sinh đã giới thiệu các bạn máy câu cá AX1000, thế hợp các bạn câu lu, câu cá suối. Hải Đăng phát sinh chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng phát sinh.